Phản ứng của Nhã Phương khi nam em thừa nhận chuyện từng yêu Trường Giang, nữ diễn viên không hề lên tiếng bất cứ điều gì mà còn chia sẻ hình ảnh đời thường tươi tắn của mình lên mạng xã hội. Vài ngày qua, khán giả khắp nơi đang xôn xao về sự việc của Trường Giang và nam em. Mọi việc xuất phát từ lời của nam em trong một bài phỏng vấn. Theo đó, cô bất ngờ nhắc đến nam diễn viên hài trong chuyện tình cảm như sau: "Tôi là người sống thật, thú thật, anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy. Ai cũng có một trái tim, nếu là đàn ông, đừng bao giờ làm phụ nữ tổn thương. Nhưng đây tôi cũng muốn gửi đến ai đó. Nếu ai đó vô tình đọc được, thì xin đừng làm người khác tổn thương." Đứng trước sự việc này, khán giả đang rất tò mò về phản ứng của Trường Giang và Nhã Phương sẽ ra sao. Tuy nhiên, cũng giống như mọi lần, Trường Giang vẫn giữ thái độ im lặng. Về Nhã Phương, cô vừa chia sẻ dòng trạng thái khá vui tươi trên trang cá nhân. Nữ diễn viên thông báo tình hình mình sắp về Việt Nam sau gần một tháng đi Mỹ cùng Trường Giang. "Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà, Phương sắp về Việt Nam rồi, nhớ quá." Đồng thời, cô cũng gửi đến khán giả hình ảnh tươi tắn của mình trước sự bàn tán xôn xao về chuyện tình cảm của Trường Giang. Dù mọi chuyện có như thế nào thì Nhã Phương vẫn giữ cho mình vẻ ngoài rạng ngời. Hầu như cô đều từ chối đưa ra ý kiến về chuyện cá nhân và tình cảm. Được biết sau Tết Mậu Tuất, Trường Giang đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ với nhiều đồng nghiệp khác. Chính Nhã Phương là người thắp tùng bạn trai trong chuyến đi và có rất nhiều hình ảnh thân mật của cặp đôi được mọi người chia sẻ. Mặc cho nhiều nghi vấn tan vỡ, những giây phút này chính là câu trả lời xác thực về chuyện tình cảm của họ. Trường Giang cùng người yêu diện đồ đôi và mời đồng nghiệp đi ăn tối ở Mỹ. Vợ chồng Tuấn Hưng tổ chức sinh nhật 1 tuổi hoành tráng cho con gái. Tối 17 tháng 3, vợ chồng Tuấn Hưng đã mời người thân và đông đảo bạn bè đến dự tiệc của bé Son. Ngày 17 tháng 3, vợ chồng Tuấn Hưng Thu Hương tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho cô công chúa Mỹ Anh tròn 1 tuổi, tên thường gọi ở nhà là bé Son. Tiệc sinh nhật của con gái nam ca sĩ có sự tham gia của gia đình, anh em, những người bạn bè thân thiết của ca sĩ Tuấn Hưng. Không gian tiệc sinh nhật của cô công chúa nhỏ nhà Tuấn Hưng. Gia đình Tuấn Hưng hạnh phúc bên nhau trong tiệc sinh nhật mừng con gái Mỹ Anh tròn 1 tuổi. Vợ và con gái của Tuấn Hưng nổi bật trong tiệc sinh nhật với trang phục cùng tông màu trắng. Tuấn Hưng nhắn nhủ con gái: "Hôm nay sinh nhật tròn 1 tuổi của con, làm cha làm mẹ ai cũng mong con khôn lớn từng ngày, nhưng lại cứ thích con bé bé để được ôm vào lòng và dành cho con những cái hôn lên má, lên trán. Mặc dù bố biết rồi những cử chỉ đó sẽ ít dần theo thời gian khi con khôn lớn, nhưng bố vẫn sẽ luôn bên con và tâm đắc với điều bố nghĩ. Bố muốn con tự hào về con, chứ không phải con tự hào về bố", anh chia sẻ trước mọi người. Bé Son đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của mọi người. Đặc biệt, khách mời tới tham dự có rất nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz gồm MC Thành Trung, ca sĩ Lương Gia Huy, Lê Bảo Bình, Hạnh Sino, Yến Lê. Và các ca sĩ nhí, Vũ Đoàn Nhí cũng có mặt để chúc mừng sinh nhật bé Mỹ Anh tròn 1 tuổi. Tuấn Hưng và học trò Yến Lê, bạn bè của nam ca sĩ đến dự sinh nhật bé Son. Tuấn Hưng trong trang phục chú hề đi cảm ơn và chào đón khách mời tới dự tiệc sinh nhật của con gái. Anh hai Su Hào cũng góp vui hát tặng em gái. Tuấn Hưng luôn bế con gái trong tiệc sinh nhật từ đầu đến cuối tiệc. MC Thành Trung cũng có những lời chúc tốt đẹp dành tặng bé Mỹ Anh. Váy áo Hương Giang đi thi Hoa hậu đúng sang chảnh, nhìn lại Huyền My hồi thi Hoa hậu Hòa Bình đã hiểu vì sao bị chê thậm tệ. Thật khó tin Huyền My đã nhiều lần đi thử hàng hiệu, mang tới 5 vali đồ đi thi Hoa hậu Hòa Bình hồi năm ngoái. Với hai vẻ ngoài đối lập như thế này, thật khó tin Huyền My cũng đang mang trọng trách như Hương Giang là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Chiếc áo phông, quần jean, đôi giày có giá trị hàng chục triệu đi chăng nữa, hình ảnh của Huyền My cũng không thể nào được đánh giá cao. Mỹ nhân Hà Thành mặc đồ trông như một nữ sinh khi tới lớp học thêm, trong khi đó Hương Giang hội tụ vừa đủ mọi yếu tố sang trọng và duyên dáng. Trong những ngày đầu ra mắt, Huyền My mặc lại một chiếc đầm hà hồ từng diện nhưng nhăn nhúm, hết sức nhạt nhòa giữa dàn thí sinh. Hương Giang thì sao, cô còn lấn át cả thần tiên tỷ tỷ nước chủ nhà bằng bộ váy đỏ rực. Ai là nhân vật trung tâm của những bức ảnh này, Hương Giang chứ còn ai vào đây? Còn đây là cái giá phải trả của Huyền My khi ăn mặc quá xuề xòa, không thể tạo điểm nhấn. Hương Giang cũng mặc lại váy xuyên thấu của Bảo Thi, Bảo Anh chúng Huyền Thanh nhưng bốc lửa hơn hẳn, Huyền My thậm chí còn bị chê mặc xấu hơn cả Phạm Hương.
Nhiều khán giả thực sự không thể hiểu vì sao Huyền My lại có thể chọn set đồ như thế này để đi thi Hoa hậu. Nhìn sang Hương Giang, người ta không khỏi trầm trồ tấm tắc, dù đó chỉ là một cây vest đơn giản. Không rõ trong 5 chiếc vali hành lý mang đi thì Miss Friend của Huyền My từng đựng những gì. Thật khó tin trước thềm cuộc thi vài tháng, Huyền My đã rất bận rộn đi thử loạt hàng hiệu để chọn ra những món đẹp nhất. Về phía Hương Giang, cô luôn mang đến một làn gió mới, dù vẫn cố định với style gợi cảm và thanh lịch. Không chỉ khác biệt về trang phục mà còn là sự đối lập về thần thái. Chưa hết xem đến đây, nhiều người sẽ tưởng Huyền My bị cấm mặc váy đi thi. Dáng vẻ của Huyền My đơ và cứng, hệt như bộ đầm mà cô đang diện, kém thước tha và mềm mại hẳn so với nét ngọt ngào đến tan chảy từ Hương Giang. Cùng một kiểu nhưng Hương Giang luôn chọn đồ cao tay hơn đàn em rất nhiều, ngoài ra đó còn là sự ăn nhập với kiểu tóc và trang điểm. Ấy là chưa kể thiết kế của Huyền My là một sự cắt xén từ bộ đầm được Hà Hồ thể hiện. Thành viên ban giám khảo Miss Friend Giáng My khi ấy từng chê bai Huyền My rất nhiều vì cô thường xuyên mặc lại đồ khi đi thi. Cũng là tà áo dài được thêu họa tiết phía dưới, nhưng ai cũng phải công nhận Hương Giang mang đến một cảm giác tươi mới, thú vị hơn rất nhiều. Trên sân khấu tổng duyệt, Hương Giang an toàn với cây trắng nhưng vẫn cuốn hút hơn so với set dây quần ngố của Huyền My. Huyền My có rất ít bộ cánh ấn tượng tại Miss Grand International 2017, đơn cử như bộ màu vàng này, thế nhưng trớ trêu thay, Hennie và Hà Thu mặc cũng lộng lẫy chẳng kém, thậm chí còn hơn hẳn. Bị dư luận ném đá vụ yêu Trường Giang, năm em uất ức treo status giằng mặt. Mối quan hệ bây giờ mới kể của người đẹp và bạn trai Nhã Phương đang khiến dư luận xôn xao. Thú nhận từng có tình cảm với Trường Giang đúng dịp ra mắt MV, năm em bị nhiều khán giả chỉ trích. Mặc kệ dư luận, cô vẫn lấp lửng chuyện yêu đương với danh hài đình đám, dù anh đã có bạn gái chính thức, Nhã Phương. Thực hư mọi chuyện như thế nào chỉ có nam em và Trường Giang tỏ tường. Hiện tại Trường Giang vẫn chưa lên tiếng dù bản thân đang bị mang tiếng là người lăng nhăng. Về phía nam em, người đẹp tiếp tục úp mở về mối quan hệ này. Đứng trước sự công kích chế giễu, cô mới cập nhật thêm một status thể hiện tâm trạng dằn vặt trách móc. Nam em viết: "Tôi cũng là con người mà, tại sao tôi không được yêu?" Trước đó người đẹp cũng viết tình yêu không có lỗi, lỗi là do mình yêu. Những cảnh tình cảm trên show là chất xúc tác cho mối quan hệ của Trường Giang nam em ở ngoài đời. Cả hai diễn chung rất ngọt và tự nhiên. Danh hài nhiều lần âu yếm người đẹp. Nam em đòi hô hấp nhân tạo nhưng bị Trường Giang đẩy ra. Sau thời gian lấy lại vóc dáng, chị dâu Bảo Thi khoe ảnh công chúa nhỏ cực đáng yêu. Cuộc sống giàu có của gia đình Trang Pula, chị dâu Bảo Thi khiến nhiều người phải ghen tị. Cuộc sống sang chảnh, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của Thế Bảo, anh trai Bảo Thi và hot girl Trang Pula được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, mối quan hệ tốt giữa chị dâu và em chồng Bảo Thi cũng càng khiến không ít người ngưỡng mộ. Từ ngày có con, trên trang cá nhân Trang Pula thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Mới đây, cô đăng bức ảnh bé Bảo Hưng ngủ say trên ngực mẹ, ảnh được ông xã chụp lại. Hình ảnh đáng yêu của cô công chúa nhỏ được anh trai Bảo Thi chụp lại lúc đang ngủ. Cô con gái bé bỏng của vợ chồng Trang Pula có tên khai sinh là Bảo Hưng. Bé được cho là thừa hưởng những đường nét xinh đẹp từ mẹ và có phần giống mẹ nhiều hơn giống bố. Kể từ khi có bé Bảo Hưng, vợ chồng Trang Pula vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc ngọt ngào trên trang cá nhân. Mới đây, hai người đã có chuyến trốn con sang Thái Lan chơi cùng nhóm bạn, trong đó có cả nữ ca sĩ Bảo Thi. Có thể nói vóc dáng và khuôn mặt xinh xắn của Trang Pula sau khi sinh vẫn là điều hấp dẫn đối với những người yêu mến cô. Hình ảnh đáng yêu của bé Bảo Hưng khi đang ngủ, Bảo Thi cũng thường xuyên dành thời gian đi diễn ở gần cháu gái, khoảnh khắc được Trang Pula chia sẻ lên trang cá nhân. Hiện tại, chị dâu Bảo Thi đang kinh doanh và dành thời gian chăm sóc cho con gái Bảo Hưng. Sau khi đón thêm thành viên mới trên trang cá nhân, cặp vợ chồng trẻ liên tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc và viên mãn. Bà xã Thế Bảo tái xuất với vóc dáng thon gọn, gương mặt vô cùng xinh đẹp sau gần 3 tháng sinh con. Trước đó, cả hai có chuyến du lịch thăm nóng tình cảm, lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua. Hot girl Trang Pula từng khiến nhiều chị em ghen tị khi khoe ảnh được chồng tặng một chiếc túi hàng hiệu đắt tiền và một chiếc điện thoại có giá trị.
căn biệt thự 22 tỷ đồng của Thủy Tiên Công Vinh lung linh về đêm. Thủy Tiên khoe loạt ảnh bình yên cùng Công Vinh thưởng thức trà với không gian tràn ngập hoa tươi trong ngôi nhà biệt thự 22 tỷ. Trước đây, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh từng sống tại một chung cư cao cấp ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng từ giữa năm 2014, cả hai đã dọn về căn biệt thự mới xây ở quận 7. Mới đây, người hâm mộ không khỏi suýt xoa khi thấy Thủy Tiên chia sẻ loạt ảnh về căn biệt thự 22 tỷ đồng lung linh về đêm và ngập tràn sắc hoa, cô còn viết ngôi nhà hoa hồng Lê Công Vinh. Trong ảnh, vợ chồng bích vét Việt Nam diện trang phục thoải mái, cùng nhau thưởng thức trà trong không gian tràn ngập hoa tươi. Biệt thự này có sân vườn khá rộng, được vợ chồng Thủy Tiên chăm chút làm nơi thư giãn nghỉ ngơi và vui chơi cho bánh gạo. Khoảnh khắc yên bình của Thủy Tiên bên Công Vinh ngồi uống trà. Từ bên trong ngôi nhà đến ngoài sân, vợ chồng Thủy Tiên luôn chọn tông màu trắng để làm chủ đạo, tôn lên sự đơn giản đầy tinh tế nhưng vẫn sang trọng. Thủy Tiên tự tay pha trà cho ông xã. Công Vinh và vợ thường dành buổi tối để uống trà trong khu sân vườn. Có thể thấy biệt thự nhà Thủy Tiên Công Vinh có khu vườn rộng hài hòa phong thủy với căn nhà và được trang trí khá nhiều hoa tươi. Cả hai vợ chồng không ngại đầu tư cho không gian sống của mình. Thiết kế và cách bài trí bên trong căn biệt thự của gia đình Thủy Tiên được đánh giá khá cao bởi sự đơn giản tinh tế nhưng rất sang trọng, thể hiện được gu thẩm mỹ của hai vợ chồng. Một góc sân vườn quanh biệt thự, căn biệt thự nằm ở gần khu vực trung tâm nhưng cũng không quá ồn ào. Biệt thự hoành tráng của Thủy Tiên và Công Vinh.